cái gì vậy? Nữa hả? Đó là con chú ơi. Trời ơi, chạy mà cái chó. Trời ơi, chết rồi. Ở đây em rồi đó. Ừ chó. Là trời, cái vụ gì nữa rồi? Rồi. Khoan. Mày ngủ bự. Ô dạ. Chào mọi chú lên kênh chúng lóc lóc rồi mọi chú. Nay có 18 đi ngang đường ngu quá trời cá mọi chú ơi. Lấy cái giọt súc mới được. Lấy cái giọt súc mới được. Giờ xuống súc liền mọi chú. Ngạt đầu chứ quá trời chúng em. Ủa đi đi đi. Hẹn không có lộn người lắm. Ủa Tảo ơi, trời dạy cho mình luôn. Bây giờ mình đi xuống, xuống xem không chứ. Cái gì vậy trời, đừng làm gì vừa động nhung. Nhung, ta xuống trước nhung. Kỳ không nói nghe từ từ thôi. Ôi, cứ làm động quá trời đấy em ấy. Để ta xuống trước, mấy cái này tỉnh tức á. Vinh chặn đầu Vinh. Ôi đừng có đứng biết gì chứ, ở nó đây im luôn. Ủa nó dạng rồi bà Tám. Lẹ lẹ đi. Đi lên lội ra sao nè, cho bà Tám lên trước. Đừng có động, trời ơi, tức tôi á. Qua Vinh, qua Vinh. Cái cây đó làm gì, cái gỗ đó làm gì chú? Cá lóc không đó có cá chê đó nghe. Cá lóc cá chê nhiều lắm đó. Mẹ ngủ cái sạc kìa. Cái sạc, cái sạc, cái sạc. À bỏ đi quá nhiều rồi. Từ từ từ. Có phi không à? Ủa nó chạy vô kệch kệch gì? Dạ đây bà Tám, dạ đây bà Tám. Nhiều quá biết lượng súc luôn á. Dạ. Trời ơi ngủ lại nhóm ơi. Gỗ nhóm. Vậy. Quá trời cá này không đưa gỗ cho súc. Có nè có chú anh chị ơi. Ôi mày quá vậy này, cá quá nhiều cái này nè. Bây giờ đi lên trên này nè cô chú ơi. Cho men bước vào đó đi. Đâm vô Mỹ luôn rồi. Thật ra nhung ra nè, ra nè. Đánh đâu? Quá trời cá mà chú luôn ăn quá. Phải không? Ơi nhảy kìa. Qua đây Vinh ơi. Vô bụi này Vinh chạy vô bụi nào Vinh. Cái bài nhiều quá không biết đường xuống nó không vô luôn à. Gọi là táo quả. Đẹp. Long tép. Ôi trời ơi trời ơi cá bự. Cái này lên đi quá trời, cái này cá ơi. Chính không nhở? Cá không quay. Ôi. Ôi. Ê. Ê. Mẹ để khôi bắt mỗi tay luôn bà Tám ơi. Ôi cái nè. Ôi. Có không nhìn? Ôi. Cá ngủ của kìa. Ôi, cái lồng tông. Gầm. Quá trời cá rồi, chắc này bỏ bỏ. Bỏ được. À. Trời ơi. La hở miệng đi. Cá bự. Không bể. Dữ lắm đó nghe Vinh. Cá bự nha. Quá trời ơi, được quá luôn rồi. Đừng gỗ bà Tám ơi.
Mạng đét ơi. Dính này, dính cá bự rồi. Xuống xúc gỗ dính đây. Cái này quá. Ôi. Cái này bắt tay quá trời rồi. Bắt tay ngon hơn cái đó. Khẽ cá đâm đầu luôn kìa. Ôi giật dính nữa vậy. Ừ. Ôi. Ôi, cái gì vậy Vinh? Ôi, cá lóc Vinh. Phải cá lóc vậy? Phải cá lóc không? Ôi. Cá bụi. Tiêu rồi. Trời ơi, rồi. Cái gì vậy? Trời. Nữa hả? Chết rồi con chú ơi. Trời ơi, chạy bằng cái chốt. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Ở đây em rồi đó. Chết rồi. Trời ơi, trời. Rồi rồi. Ở đâu mà bò như vậy? Vô chú anh bảy rồi. Bảy cò khe ấy. Trời ơi, quá nhớ từ con chú anh chị. Ôi vậy. Con chừng bảy con nghe nhung. Trời ơi, chạy lấy miệng phát bỏ cái máy xuống luôn á. Bắt. Nhé bà Tám ơi, giờ bắt cái bà Tám ơi. Nhôm nao lắm rồi. Hả trời ơi. Kìa, chụp cái rồi buông ra. Ôi trời ơi, coi đây cái đứa anh chị ơi. Đưa tay vô là dính, đưa tay vô là dính bà Tám. Bắt luôn. Bắt luôn cái gì bắt. Ồ, thật vô cái sạc bự. Dạ, con cá chó nó đậm nhất quá. Ôi, kẹt túi. Ui, cái gì xíu rồi. Ui, khét túi. Này, cầm cái gỗ đi. Bạn ngủ ở đây cá khủng khiếp gì. Cá mà nó nổi bèo nữa luôn, con chú anh chị. Bởi trời, nước nó cạn mà. Cái cá này coi như hơi ngớt không nha bà đó. Cái vòng ra. Quậy quá quậy, chị quần. Tiêu rồi. Tám dí cái bụi đó là đủ ăn luôn. Chạy như gì đó. Ôi. Ôi. Có dấu chân không? Dấu chân không. Ôi. Ôi da. Ôi da. Ôi là trời, cái sạc tầm cái thịt luôn á. Để đi cá tôi nhiều. Ôi xong. Ôi phải bự nữa nha. Ôi ôi. Đi đâu vậy? Hồi hộp con cá kiến. Mẹ đẻ con cá tối tăm tọ luôn dính nữa kìa. Dính nữa. Ha. Ha. Con này mà khống lên bắt quá trời vậy. Ha.
thì bắt tay mới kẹo chứ cái lưới ra như này thì vô dụng rồi đó. Bắt cái gì vậy, bên lại không biết quay bên nào luôn. Trời ơi, chạy hoài đi. Như đâu? Mày ngồi có phi nè mà tám. Cái gì mà tối tăm thì chứ. Rồi dính nữa kìa. Ê, lấy cái này gì vậy? Để cá vô lấy đi trời. Lấy ra mò cho rẻ. Mồi lỡ mồi được đó. Cái gì em nhám vậy? Mình cái đồ kiến đó. Ôi trời ơi, trời cá bự. Ôi trời ơi, trời cá bự. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mày ngồi. Nhiều quá, bắt làm sao giờ đây? Ôi trời ơi. Nè. Một tay mà hai con cái sặc. Quá trời, có một cái gì bự rồi. Rồi bự lắm nha. Rồi về đây là mà. Ờ sao cái đường này cái sặc dữ vậy chị? Ôi cái mà ta chẳng đi có đường này. Rồi dính rồi nè, rồi xuống. Bắt cái sạc đi, bắt cái sạc đi. Cái sạc. Dạ. Thì bây giờ Nguyễn Phát vừa quay mà vừa mò luôn nè cô chú. Ôi trời ơi, trời. Chặn tiếp. Nhìn quá vậy. Dạ. Đúng không? Vừa. Buồn này quá đã luôn rồi. Mấy cái buồn này về chiều nay cũng ngon. Ôi. Vịnh. Ôi giặt vô con. Rồi. Ôi đảo lại, đảo lại đó. Đảo lại. Đảo lại. Đảo lại. Đảo lại. Đảo lại. Đảo đây nè, đây nè, đây nè. Con cá vậy? Ở đây nè. Dạ 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 đây nè. Con cá rửa mà ăn. Nhìn chưa? Tiêu rồi. Mới vừa dính đó nè. Ủa là trời, con cá đồ mang nó bự. Nó vòng vòng đó nó chưa ra. Nhiều lắm. Mới chặn rồi đó. Cá đồ mang còn ngùm thay đó. Dính đi vậy dính. Rồi, đám dữ phụ cái gì vậy? Đó. Cầm cái này. Cầm cái này. Cầm cái này. Dính. Chưa. Trời, cái đụng vô. Ui. À. Một cái hang mà hai ba con có sạch con được rồi nè. Cái gì vậy? Đạo bắp. Đây chị ảnh nha. Cái gì vậy? Ôi ơi. Mạng đẹp ơi. Nói đó, nói đó. Đẩy được rồi, lựa đi. Đẩy vô thao Vinh, đẩy vô thao Vinh. Nãy giờ chút có con cá đâu mang đó. Mày không đẩy mình phát dính lại mà. Rồi bà tám đưa ra coi cái bà tám. Mày hồi đỏ gì? Thầy xuống mà gần cái thau rồi nè. Cái này thau luôn quá. Ôi trời. Kệ đụng tái gì coi vậy. Ôi. Trời trời, cho nó dính nó lạng này dính. Cái này. Cái bà vô ổ rồi. Ôi trời trời trời. Quá kiệt, ôi trời trời trời. Quá thế đường này cái sạc rồi không biết gì. Đừng có đừng đẩy để gì đâu, để thôi đỡ ai mà gỡ ra ngoài. Cái này dính quá trời à. Quá nhiều. Mày không dính nữa rồi kìa. Quá trời cá của chúng tôi. Bữa nay đi ha, bắt cái mùng mà đầy thao nè, không biết hết chưa. Cao kiến. Ôi. Ôi. Dính này nè, dính này nè, dính này nè, bà tám. Hai con tay dưới luôn nè, bà tám lẹ. Cái tay dưới luôn á, cái cầm ở dưới á. Nó hai con lượn đó. Từ. Ủa dạ. Ở trên con nè, nè. Nè. Đèn con danh này lại nè. Muốn danh nào? Ở trên nè, nè đây nè. Đó. Nhìn chưa? Xuống đây là hết chạy rồi. Hai tay hai con. Trời mà tối tăm mà tắm. Dính nữa. Chưa ta. Bây giờ đi ra khỏi chỗ này chưa được, khỏi chỗ này nó cái gì không mà. Ốc khổ thiệt chứ.
Ở đây bà Tám đây chưa bắt hết mà. Cái gì vậy? Chết rồi, là trời, cái vụ gì nữa rồi? Chết thuốc. Mày bác sĩ chết chưa? Bắt cái này cẩn thận nghe, cá dữ lắm nha. Mày hô cá đi. Nó chạy mà nó đụng nó ghim tùm lum hết trơn. Trời ơi, chút xíu nữa à. Ôi. Cái hồng, cái chút. Xíu nữa anh bị cầu ke thiệt nữa rồi. Ôi thôi, cái đường này bóp nhẹ nhẹ tay mới được, cái ghê quá à. Cái bụi này còn nữa nghe Tám. Chỗ ai trời. Ôi, cua gì vậy? Anh cua, trời, cua, cua gì đó, mừng gì đó hả? Ê, cua mềm. Cua lột quá, cua lột quá. Trời ơi. Cua lột mà càng bự à. Trong đây còn nè Nhung ơi. Nó mới ngớp rồi nè Nhung ơi. Hai con chung xuống. Ê, có hai con chung xuống dưới ruộng rồi nè. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi về, nhìn chết nghiệp đó. Hai ơi. Tiền ơi. Học tay ba con. Ba con mà chưa hay luôn hả? Thánh hiệu. Gọi gọi. Đã để một con lại đây cái nhà đã. À dắt này bắt xuống giò nha mấy đứa. Nó xuống dưới chân rồi. Chứ nãy giờ mình đi đó. Thánh thiền ơi. Mày ngồi gì vậy? Một tay mà ba con luôn. Gì nữa? Gì nữa ơi trời. Cái gì vậy? Ngồi mọi sát một máy. Sát một máy gì? Cái gì đây? Chỗ là trời. Cái cốt nữa mà uống thật à. Rồi cô chú anh chị ơi. Rồi. Chỗ là trời. Rồi xong rồi, dạng này xong luôn rồi. Rồi lấy đuôi đắp vô. Cái đuôi này nhúng quá. Hai người hết bà Tám. Cái đường này thôi thôi cho miễn phát cái đi lên luôn quá. Ê, con cá. Trời. Bẻ gà mà hết não với ông bà chú ơi. Rồi, hết sức rồi. Ôi, rồi. Bà Tám ơi, bà Tám. Nó đi vậy? Đi không hồi. Cái tàu phải bỏ nó rồi mà được. Đã mày chắc không nằm giấm cài là phải đó mày. Sợ đâm nước quá. Giờ bỏ nó. Con Vinh. Ốc xác nhỉ. Ôi giời. Thánh thiện thiên chăng ơi. Cái giống cậu này cái chục con mà không bắt được quả luôn á. Thôi có cây nhiều ơi. Ôi khỏe rồi. Dạ thấy cái mờ rồi ta. Nhất quá. Nhất quá. Lựa chăng thì hiểm đâu. Bắt luôn. Lão quần đi. Lão quần đi Vinh. Ôi. Ôi. Ôi trời trái nó nhảy. Bắt rồi. Nằm nhẹ nhẹ. Ôi, con cá nó mắc kẹt cái bọng nó lên mượn nó chết luôn nè. Khoan. Trời ơi, con cá gì độc lạ vậy? Ôi. Rồi. Hên. Dạ. Cứu. Cá bà kẹp độc không? Dính à. Ôi,
trụ là trụ với vò đạp. Vinh, nãy Vinh có cái nè, cái đuôi nó. Ê, ngồi. Ê, 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 sao đây? Bờ, hai bên bờ ốp chứ có cái ông cậu mà lắm. Trời chị ơi, đi tiếp. Đây nè. Nói chung ra nhiều quá không biết đường bắt luôn á. Nè hai tà bớ như con cậu có nữa đâu. Ủa cái gì mê dữ trời. Hai ngồi hai tay được hai con. Tám đứa hao tháo. Từ 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 từ. Đứa 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 hao cái calamen. Ủa cái gì một đống vậy? Trong cái hang. Ủa trong cái cống nè. Đứa 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 hao đấy. Ủa cái này quơ quơ nó dính. Rồi anh Phi luôn. Nhiều quá rồi không biết. Ôi mày ngủ con cá nó bự kìa. Giờ nói chung ra là sẽ sẵn đầy thau rồi nha. Ừ, cái chui dít. Ở đâu rồi? Cái sạc cái gì á? Mày sao bắt? Đó. Ở cái chốn cái từ đã. Ôi. Ôi, ôi. Quá nhiều luôn. Cái gầm. Đừng cái thao đây. Đừng có tám ơi, đừng nhúc nhích. Rồi cho cái mẹ cá nó giữ không đó. Đó. Trụ lại. Trời nhưng mà cứu nhưng mà. Khoan. Ôi ơi. Ôi. Chú ơi. Nữa rồi. Cái hao rồi. Nữa rồi. Trời trời hoài vậy. Cái hao đâu. Lộn quần đi chắc này quá trời cái chốt. Để đây Vinh ơi, Vinh ơi. Để đây Vinh ơi. Là trời sao bữa nay cái chốt dữ vậy trời. Hết chém bắt luôn rồi nha. Ớn cày thôi. Ôi da. Chút xíu đi. Mày ơi. Đi mò cá này ghế là có người giỏ rồi nó cô chú. Có gì vậy? Cá nó bự. Trời nữa, trời ơi, trời ơi. Trời ơi trời. Ê, trời cái gì hoài vậy? Nó đập lên. Trời ơi, trời sao vậy? Giữ cái gì mà nhau? Ai? Mày rồi. Vậy này. Vậy này cây mạnh ai đó là. Trời là trời. Nữa. Trời là trời, cái chuối có đâu dữ. Cái đồ này cá chốt thì rồi gì? Nãy cá vừa bò qua hàng đúng không? Con ngồi xuống luôn. Rồi xong luôn con cá này rồi. Con cá chốt mà con chú. Cái này đi lên sớm. Cá trời. Ôi, kìa nó hút kìa. Con da nó nhức quá trời. Mà dắt mày mơ cá bắt chấp nữa chú. Tính thiện với chằn vô cá chốt. He he he, bộ giữa tay liền he. Ui. Trời. Wow. Trời ơi, cái đầu kiến.
Có luôn hả? Mẹ vô mùa nó rồi đó Tâm ơi. Lộn quần đi. Lộn quần đi mày. Cái mày thấy không được. Lộn quần đã đi. Giờ đây dí bên đây rồi. Ôi. Để hao đi cái đi. Phẹt ơi. Mình là mình bắt cá chứ mình phải la làng luôn đó cả nhà. Không nhịn không được. Ui. Rồi đấy gì vậy đó. Ui. Biết nào không? Giống như là nó bắt cá thả luôn rồi, nó không còn bắt nữa rồi. Đây là Vinh ơi, trời ơi. Ôi, cái bài kìa. Cái mặt có chừng còn xài đó nha, nhìn cẩn thận nha. Rồi. Em thao đây Vinh ơi. Ôi nhớ cái mà ba con kìa. Cao rồi. Cao rồi lắm. Nhìn ôi trời là trời Vinh nữa. Ôi trời. Ôi da. Đừng có nhảy nữa. Ôi trời. Nghe không? Chết. Nó lội lên sáng nước luôn. Rồi. Có 8 đứa heo. Nhảy vô hết con rồi nè. Nhảy Vinh ơi. Ôi rồi. Giờ liệm lên bờ đã nha. Nó nằm, nó nằm ở dưới vô giò đó bà Tám ơi. Bả thử rồi. Ôi rồi. Quá. Đang có bị giết ngay tay luôn. Trời, trời cá gỡ mặt hay trời. Nè. Cái che mới được. Mới xử được mấy cá này. Ôi trời ơi. Ôi. Lại. Đi đi. Nữa hả? Cái gì hoài vậy trời? Từ từ. Ơi. Đâm đâm ngay hang á. Từ từ. Ôi nè cô chú. Số 2 ở dưới đây phan lấy trong quần qua một cái rồi. Rồi. Có quần nè, một quần nè. Cái này nói chung là cá gì vậy nhôm? Con cá mà. Sao con cá đùa đỏ mạng sử dụng luôn rồi. Phải không cái kỳ. Cá đâu mày. Đùa đỏ quét đó. Không. Cá nhà chứ. Nhà đó. Đa phần bây giờ cá cua phi nhiều hả? Trời ơi, vô cái răng bụi mua mây dương. Thôi ra được rồi Tám ơi. Chỗ đây là nội địa rồi. Quá trời rồi.
ơi ơi. Nhảy. Cái này mà có cái lốc mình bắt không được luôn. Quá trời nó nhiều rồi, với lại nó chạy rồi biết rồi. Thôi bây giờ lên mà tám ơi. Đi, giờ đó. Mình bắt tới ngày mai cũng còn nữa mà đó. Thôi bắt không biết gì nào mà hết luôn. Vô bây dương nhúng nhúng mượn. Cái này vậy nè, đầy hang quá. Có hang là gì dạ. Nè, có không? Ngu bây dương. Có. Thì đó, ngu bây dương không á. Bây giờ dạy ra anh thì ngu cái hàng ơi, mấy cái hàng này ếch không đúng rồi biết bắt. Ôi trời, không có dương về thằng Vinh nó bắt nó đắng hơn cái năm tay con mấy đường mà ta. Đi ra, đi ra, lẹ đi, đi lui ra giờ. Ngu với dương mũi kìa, ngu ngu mà dương. Đừng nhảy nha, ngoan nha, dương nha, đừng nhảy nha. Rồi rồi, dắt lại chung cho kẹt. Ngồi đi, nhảy nha. Nó không đi ra nhảy mà nó ra luôn rồi. Ra. Thằng Vinh này nó cầm nó ôm không chứ nó không còn cầm nữa. Ôi trời là trời. Nó có lượng này cá luôn kiến dữ anh chàng. Mời phải bắt nó tiếp tục chứ. Giờ làm biến đi, nó nằm trong cây. Nè, cái này bươn nhỏ nó bò luôn rồi. Bò cũng dính nữa. Nè, chạy nè. Chạy nè. Chạy nè. Con bé cái gì đâu quá. Đưa hào đây. Ê, rồi. Đưa hào đây. Con cá này giỡn mặt hay vậy? Bỏ vô đi Vinh. Cá quá, chạy cá đâu rồi chú ơi. Mày ơi tới phút 90 mình vẫn còn. Ủa là trời. Quậy chừng nào chắc này còn nhiều luôn nữa. Thử thao cho men. Ui. Cá nó làm cái gì? Cá lúc kia nó bò ngang hàng. Ngang hàng là ngang hàng. Kìa con đạp trúng cá luôn kìa lắm. Thấy không? Đứa Hà đang ngay chân cá. Thôi lên mà tám ơi, tao hù rồi tám ơi. Bạn ơi, giờ cuối với chung là nhỏ còn hốt hai con nữa. Nào tám. Để gỡ gỗ quá. Để gỗ quá. Rồi. Thôi lên mà tám ơi. Mày đá rồi đưa quả nhung nhỏ chứ. Đầy thao luôn rồi. Mày đá coi cái này là cá đó hả hay là kiến lửa gì? Mày đá coi cái này của chú ơi. Một thao luôn rồi. Vậy trời giờ chị cũng tới giờ nhà còn xa nữa. Con xin cảm ơn mà cô chú đã xem hết video ngày một chú. Nếu con bờ chú không con với bà tám chị Dung lớn thì nhớ đăng ký like bấm chuông để nhận video mới ngày một chú. Giờ con với bà tám xin về. Bye. Bye.